Rồi, xin chào đại gia đình của mình nha. Hôm nay mình mới xả nước hồ ra cả nhà. Hồ nuôi rắn này, nuôi súng, nuôi cá cả nhà. Đây còn cái gì cá. Cá không độc này cả nhà. Còn gì cá. Súng. Một xíu. Cho cả nhà xem đây là con gì nha cả nhà. Có một con một phải được hai con nuôi một cặp à. Đây cả nhà. Đọc của mình đây. Đây con 33 nha cả nhà. Con này cũng tầm nửa ký à. Lúc trước mình mua 20 con về nuôi chết trơn, còn con một đây gắn nhiều lắm cả nhà. Đây con gắn súng bồng. Đấy, sẵn hôm nay mình xả nước hồ ra, mình sẽ bắt gắn làm món gắn nướng cả nhà. Gắn nướng siêu cay. Chảy. Mình sẽ bắt gắn súng này. Quá. Nó chạy ghê quá cả nhà. Trốn tiêu rồi. Kiếm đồ mình bắt nó mới được. Thì mình lấy cái đập gắn này. Cái hôm rộng rộng ra cho nó chui vô. Đây gắn gì cá nhiều lắm cả nhà. Xuống gốc. Kiếm đi con gắn súng nữa anh bắt đi. Xuống đây trốn tiêu không được. Đây. Nó đây cả nhà. Gắn này rất là bự nha. Khôn quá. Mình chặn sát đây cả nhà, nó kìa. Thì mình chụp chọc cái đuôi nó bò vô. Đó. Vô nó vô cả nhà. Cách bắt cắn đơn giản. Cách bắt này dành cho người nhát nha cả nhà. Rồi, mình sẽ bắt gắn này là món gắn nướng siêu cay nha cả nhà. Gắn một súng. Rồi, bây giờ mình tắt máy mình đi mần gắn này cả nhà. Mần xong rồi mình sẽ nướng siêu cay nó. Rồi mình mới mần xong gắn cả nhà. Nãy trước khi mần mình có đốt lửa. Đào lỗ đốt lửa cho nó có lửa than đó nha. Cho có lửa than này, chút mình nướng không bị cháy lửa, không bị cháy khói cả nhà. Rồi, bây giờ mình có keo muối ớt nha cả nhà. Mình sẽ ướp nó trước. Ướp cho nó thấm chút mình nướng luôn cả nhà. Rồi, mình chừa lại một chút với chút mình chấm. Giờ mình thái nó đều ra. Anh bằng bỏ cái ruột cái gì mình lấy lá gan cái nha, lấy lá gan lại. Quá ngon cả nhà, mới ướp rồi thấy ngon rồi đó. Rồi, để cho nó thấm cái nha, gắn ông súng bông cái nha, chứ không phải gắn súng thường, gắn này bự lắm. Cái loại này nó loại giống súng bự cả nhà. Bây giờ thấy chưa có lửa cả nhà. Chưa có than.
mình bỏ củi thêm cho nó nhiều nhiều cho nó có than cái nhờ, nó cháy rụi chứ. Rồi trong thời gian cho có than cho nó nước ướt mình thấm cho gắn nữa, muối ớt á thấm cho gắn thì mình đi chặt cánh tre, chặt cánh tre mình kẹp gắn lên chút mình nướng nha cả nhà. Nãy giờ trời mưa cả nhà ơi, nãy giờ mình dời cái đống lửa mình nãy đây này trời mưa ướt hết trơn luôn, mình dời trong mới giờ xong, giờ sắp có lửa than cả nhà. Bây giờ mình sẽ kẹp con gắn này vô mình nướng, kẹp gắn vô cái này. Lần đầu tiên mình làm món ăn luôn nha, mà trời cũng không thương nữa, trời mưa luôn, giờ sức động quá mưa nha. Xong rồi nha, chính dịp ngoài cái đầu chia này. Ok, xong rồi cái nhai, giờ bắt lên nướng thôi. Còn khói quá nha, để nó quạt cho nó bớt khói, để khói nó ăn hôi khói lắm, thà nướng mọi nướng mọi gì khói nhưng mà mình cạo cái da nó ra ăn không hôi khói. Con này mình mần rồi giờ mình nướng mà nó có khói là nó ăn hôi khói lắm. Lửa than đã quá nha. Bây giờ chỉ ngồi trở qua trở lại cả nhà. Ồ, vàng rồi nè. Gánh thì mình quay luôn, quay tròn đó đều gắn. Giờ chỉ chờ kết quả thôi cả nhà ơi. Mới có hơi hơi thôi mà nó bốc mùi thơm nữa cả nhà. Có gì mà thơm bằng gắn nướng cả nhà ơi. Món này mà đưa cho mấy cái ông chú ông bác đồ mấy người mà nhậu ha, rồi thì thôi luôn, người hai ba cục là đủ sỉnh nè. Mình thì không nhậu nha, mình ăn không tới công chuyện rồi tiêu chạy miếng cả nhà, quá thơm luôn, thơm nước mũi, quá đã cái nha, thơm cái mùi gắn nướng quá đã, sắp ăn được cái nha, chút xíu đi, quá im luôn. Này cả nhà, quá đã cái nha, này mình nướng lửa than lửa đều ghê không? Này mà đưa cho mấy người có tâm hồn ăn nhậu thì còn gì bằng cái nha, già ly gù đế ha, này có già ly gù đế vô thì thôi rồi luôn, quá im. Này mình đứng bề lưng xíu cái nha, đứng bề lưng chút nữa đi, bề bụng này được rồi, vàng dữ rồi. Tới công chuyện cả nhà, này không phải khét cả nhà, miếng lá gan, miếng gan đen, mình cạo mấy cái khét hay hơi ra cái. Xong cái nhai, bài binh bố trận mới được. Đó.
chuối nữa. Nóng quá nhỉ. Ôi ôi thơm. Thơm lấy lừng cả nhà. Quá đã. Rồi bây giờ là tới khúc quan trọng nhất nha cả nhà. Khúc ăn đó. Đó. Đổ ra miếng muối ớt cả nhà. Nặng vô miếng tắc nữa. Rắn này là mình phải bẻ khúc nha cả nhà, xé tay, xé tay nha cả nhà, này phải xé tay mới ngon. Ồ, trời nó dai cả nhà ơi, rắn nó dai. Rồi xé làm hai thôi. Cơm nên mình nè. Xé nhiều, bóc ha, bóc nhiều cục nữa. Quá đã nha. Quá đã. Cái gì ai dài cả nhà ơi. Cái gì ai dài kinh khủng. Chấm miếng chấm. Rồi xin mời đại đình nha. Gắn nướng. Dằn cả nhà. Thơm lắm, thơm luôn. Ngon khó diễn tả luôn cả nhà. Nó thơm. Thơm mùi gắn. Ngọt. Cay cay mặn mặn nữa. Ăn không tiếc quá cả nhà. Tại mình diễn gì rượu bia cả nhà ơi. Rồi, mời cả nhà dùng miếng da nha. Nó ngon cả nhà ơi. Ngon khủng khiếp kìa. Chết. Trong tất cả món nướng là không có món nào mà qua được gắn như cái nhà mình, là món gắn ngon nhất cái nhà, ngon mà thơm nữa. Gắn nướng này là gắn cái con gắn nước cái nhà, con gắn nước á, con gắn nước nướng là ngon nhất cái nhà, thơm kiểu kỳ lắm. Con gắn này gắn súng nè, nó không có thơm bằng gắn nước. Làm những món khác mình không biết làm sao chứ mà món nướng là riêng món nướng à, con ăn nước là ngon nhất luôn theo mình biết á. Chắc tại ngắn nước nó sống dưới nước cả nhà, đó giờ nó không lên bờ, tới lên bờ bị nướng rồi. Oh yeah cả nhà, lột cái da ra. Mời cả nhà nha.
sướng như sức mía vậy. Gắn thịt ngọt ghê cái nhà. Thịt còn sớm. Ăn sức mồ hôi luôn cái nhà. Mưa lạnh trời cho bắt nữa. Ngã tay dài. Ngã lạnh. Giờ ăn sức mồ hôi luôn. Cái nhà cũng trải nghiệm ăn món này á. Cái nhà ra chợ mua tùy theo cái nhà đông người thì mua nhiều chút, còn ít thì mua ít ngắn một chút. Ví dụ keo cái muối nè. Keo muối thứ này chỗ mình bán 10.000. Về mình ướp mình nướng. Cái muối này vừa ăn sẵn cái nha, nó cay lắm. Về ra vườn kiếm cây khô củi mục đó. Mình đốt cho có lửa than mình nướng. Ăn vậy ngon cái nha. Nãy giờ nhai cái da mà chưa hết dai nha. Dai mới ngọt. Nhai nước nước hoài luôn. Còn nửa con cái nhai. Lột da thôi. Ngọt dữ luôn cái nha. Đồ đồng có khác cái nha. Gắn này lúc trước mình đặt vớn. Mấy mùa mưa đầu mùa mình đi đặt con vớn. Thăm dính bỏ trong cái hồ. Cũng lâu rồi. Mình gieo cả 2 tháng trước mình có quay cái nhà xem. Có dính gắn này gắn lạ. Con gắn cuốn bông. Mình đưa đi đổ vớn nữa. Có cá con thảy vô cho nó ăn. Mập lù rồi nó không ốm. Có 1 con 2 con mình ăn luôn. Cá nhiều mình nuôi. Gắn đi cá mình nuôi ở nhà. Gắn cá nhiều lắm. Gắn cái tượng nữa mình bắt mình bán. Hết tiền cái nhà. Hết tiền xài. Bắt mấy gắn tượng bán cái dân. Giờ còn được mới gắn gì cá nhỏ nhỏ chưa bán được cả nha. Để bán được rồi mình tiễn đi luôn rồi. Còn ăn khúc hết nha. Chấm đến thấm đều nha. Mở cái nhà nha. Mình xước cái một hết luôn cả nhà ơi. Mình nướng lửa than nó vàng cái nha. Nó vàng khô cái thịt nhắn luôn. Cái lửa nó không nướng lửa than nó hiu hiu nó không có áp lửa nha, không có khét mà ở trong thì nó cũng khô ngắn luôn. Nướng mà lửa lớn quá lửa nó táp táp
áp, nó cháy gắn ở trong nó không chín luôn, ở ngoài cái khác mà trong nó không chín. Này mình nướng lửa than gì vừa phải à, gắn khô. Hết cả nhà. Rồi xong cả nhà ơi. Rồi mình xin kết thúc video cả nhà ơi. Hẹn gặp cả nhà những video tiếp theo nha. Cả nhà xem video cho mình xin một like, một chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ mình nha cả nhà. Rồi bye bye cả nhà, hẹn gặp cả nhà những video tiếp theo.